5-4 rất là kịch tính trong cuộc đấu với game thủ Vitamin 97. Và bây giờ thì 98 sẽ đối đầu cùng game thủ Chim Sẻ. Chốt trận cuối cùng ở trong nội dung leo tháp Sparkle cùng Assyrian. Và các bạn đang xem đó là game thủ Chim Sẻ đang game trận đấu này. Anh em có thể cho biết là chất lượng âm thanh về ảnh đã ổn hết chưa? Loa rè, ok em chỉnh lại loa luôn, hết rè luôn. Xin anh em 2 giây. Quá đơn giản. Rồi, hết rè luôn anh em nhá. Ok, và đây hôm nay của game thủ Chim Sẻ. Anh em thấy mọi thứ đã ổn áp chưa ạ? Hiện tại thì vẫn như thường lệ, chúng tôi đang phát trực tiếp cho anh em trên các kênh sóng, đó chính là fanpage Chim Sẻ Nắng, đó chính là fanpage Leo Tháp Soang Good và trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng Ngao ấy. Đó, đó là những cái mà mình đang phát cho anh em. Còn anh em đợi chưa? Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Vẫn hơi rè à? Ok anh. Đấy, chắc là do giọng em rè rồi, vừa bình luận xong. Hôm nay thì trận top 2, trận tranh top 2 giữa 98 truy mệnh thì hơi đáng tiếc khi mà đường truyền Facebook của tôi gặp vấn đề. Và bây giờ tôi đã cố gắng khắc phục để có thể lên lại trên fanpage Chim Sẻ Nắng để phục vụ anh em buổi tối ngày hôm nay. Anh em thấy đã ok hết chưa ạ? Bầy Hiêu và đôi voi thì cũng đủ Chim Sẻ rồi. Như vừa rồi thì các bạn có thể chứng kiến là khả năng thi đấu của 98 trong nội dung QR Assyrian vẫn đang rất là bấp bênh. Bây giờ thì tất cả kèo đấu của Soang Good Gaming và Vitamin Network sẽ thi đấu trực tiếp tại Soang Good Chim Sẻ Nắng Cyber Game, có địa chỉ ở lô 18 ngõ 201 đường Nguyễn Tuân. Nên là cái không khí ở đây cũng như là những cái thiết bị ở đây nó sẽ khác so với thiết bị cũ ở văn phòng của bọn em. Nên là giọng của em thì nghe nó không giống như mọi khi. Tất nhiên là sẽ có những cái khác biệt cho anh em rồi. Anh em thấy đường truyền nó ổn áp ạ? Hiện tại thì em thấy là mọi thứ nó vẫn đang rất ok nha. Các em nào xem thấy mượt thì có thể có một chữ mượt trong chat được không ạ? Làm bằng lý do 98 thì các bạn có thể theo dõi trên fanpage Vitamin Network AOE và trên kênh TikTok của game thủ Vitamin U98 nha anh em. Ok, đây điều tiếp theo sẽ được Chim Sẻ Nắng đưa về đây rồi, bạn thiếu một đồ thôi. Và Hiêu nó đang hơi bướng một chút nhưng mà với Chim Sẻ Nắng thì đây không phải là vấn đề. Như vừa rồi trận tranh top 2 thì các bạn thấy 98 và truy bệnh quật nhau và nói là thực sự là tưng bừng luôn. Hello, hello tất cả đang xem nhé, hello mọi người, hello anh em. Ok, đây sẽ là bài Hiêu được đưa về dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở trận đấu này. Vẫn đang đi dò thêm vòng nữa. Rất mong anh em trong tôi stream live, chia sẻ video livestream. Cảm ơn anh em rất nhiều. 98 nãy giờ có những bài đấu dân Nga phải nói là nét nẹt luôn. Và chắc là đánh với Chim Sẻ thì chắc 98 cũng không có những cái bài lựa chọn đánh chắc là phát triển lâu dài đâu. Mình nghĩ là 98 vẫn sẽ có những cái bài đánh kiểu dân Nga để đối đầu cùng game thủ Chim Sẻ. Và hãy cùng chờ xem Chim Sẻ Nắng sẽ làm cái nào đối đầu với những bài dân Nga 98. Nãy giờ thì 98 thua truy mệnh ở trong những trận đấu đó là những bài đấu dân Nga và bị truy mệnh chốt E và BA đi dâng và không thể có những tình huống gom quân một cách quá mắc bình được. Như vậy mệnh vào xem báo về mượt rồi đây này. Mic bé anh tin biết rồi. Anh em biết rõ em nói không ạ? Thôi thì hôm nay thì Kami bình luận 98 đấy thì thôi nick cho Kami phát. Thêm vòng nữa đi dò và giải quyết nốt con voi này. Đây sẽ con voi tiếp theo này cho em Chim Sẻ. Bài hay vai voi thì các bạn là đủ đồ. Hello hello anh em nhá. Em chào anh Nguyễn Minh Đức nhá. Wifi thì không lag à? Ok anh ơi. Đang tiếp với cái kèo 5-1 của anh nhưng mà thực sự để 98 hạ cùng cái thủ Vitamin truy mệnh với tỷ số 5-1 là gần như kiểu điều không thể. Nó rất là khó. Tiếng game hơi bé à? Ok anh, cho to tiếng game luôn. Em chỉnh tiếng game trong game to lên tí anh ạ. À đây rồi. Ok, mượt. Không phải suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì nữa rồi. Anh em đợi tí đang mất thao tác tay. Dạo này thì cũng già rồi. Tay chân nó luống cuống. Đấy. Cách cũng liên tục giống 98 phết đấy. Ê! Ê! Búa. Vừa bảo tay chân luống cuống thì đang sử dụng hơi nhiều thao tác anh em ạ. Quả đấy lăn quay chết dân thì vỡ. Em chào anh Thắng và anh Quyết nhá. Anh em Quyết Thắng đến từ bất động sản Xuân Hoa. Hello anh. Chúc anh em hai anh một buổi tối vui vẻ. Em trai Đào Chí Tùng ạ. Win 52 chuẩn gì cày thế, hôm qua thứ đùa 97. Đấy ra phải là cho Xuân Thứ gặp 98, hai hệ dâng gặp nhau đấy mới chơi được. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh của trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà triệu Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Nhà triệu Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng để cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghim phần bình luận với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Đây còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà triệu Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghim phần bình luận. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đã có rất nhiều anh em trên khung chat báo về là lag. Như vậy là anh em có thể kiểm tra đường truyền mạng của mình đúng không ạ? Em thấy là em vẫn đang xem trực tiếp, vẫn đang ok. Ok Nguyễn Mạnh Đức ơi. Thế ví dụ 5152 sao anh? Vào tiếp theo. Vẫn lag đấy được anh em, sao đấy nhở? Ông và anh Nguyễn Minh Đức lại bảo xem wifi thì cũng lag. Mấy anh em bảo xem 4G cũng lag. Đấy, có rất nhiều anh em báo mượt. Nhưng này có rất nhiều anh em ở trên chat, không phải là một vài người mà em thấy đang khá nhiều anh em báo là lag. Thì cái này thì em phải báo lại Cyber Game kiểm tra lại cái đường truyền Facebook xem tình hình như thế nào. Thì trên YouTube anh em xem là không lag khi nào rồi. Đúng không ạ? Anh em nào xem trên YouTube Chim Sẻ Nắng Ao có thể comment em thấy là nó có mượt không ạ? Đây, trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng Ao đây cũng nhìn anh em xem đây, mượt chưa các cụ? Đấy, trên YouTube thì ngon, trên Facebook này chắc chắn là Facebook ở cái đường truyền Facebook ở Cyber đang có vấn đề. Cái này thì đề nghị Chim Sẻ Nắng cần phải xem lại. Ở trên Facebook thì cũng có rất nhiều anh em kêu là mượt. Em thấy không chỉ xuất hiện một vài người báo lag mà cũng là khá đông người báo lag, nên chắc chắn là sẽ phải kiểm tra lại rồi. Thì anh em thông cảm bọn em trong kèo đấu này, và kèo đấu sau thì bọn em sẽ cố gắng fix lại một lần nữa để anh em thể theo dõi trên cả Facebook, YouTube hay TikTok các thứ nó mượt mà hơn. Rất mong anh em thông cảm vì trong ngày hôm nay đang gặp phải hiện tượng giật lag như thế này. Rất xin lỗi anh em nào đang gặp phải hiện tượng giật lag nha. Rồi thêm một vài hiệu nữa tới Chim Sẻ cũng xem 98 có phải và đấu với Dương Ai không. Nhìn qua cái bản đồ này Chim Sẻ cũng phải tầm 3-40% rồi. Rất cao mình. Cơ cấu nhà cửa tới từ nhiệm vụ Chim Sẻ Nắng. Và đây cùng xem 98 đang ở đâu trên bản đồ con. Cùng chờ đợi. 4G căng nét luôn đúng không ạ? Đấy rồi. Em dài 4A quen thuộc đây, nhìn bài này không phải bài đi Dương A thì chắc là bài 4A quen thuộc đến 98 rồi. Đấy cùng xem ai điều là tốt hơn, 1-0 thì Chim Sẻ chắc chắn. Và 98 chưa ăn được con cung lừa nào Chim Sẻ Nắng. 1 đều nhưng là 2-1 dành cho nhiệm vụ Chim Sẻ. 5 đánh 4 thì câu chuyện nó khác. 98 chuẩn bị có turn 2. Và đã có turn 2 đến cái thủ Vitamin 98 đây rồi. Thì có điều lời chúng ta vẫn đang nhỉnh hơn so với đối phương. Em thấy Lê Đình Quân nhá, chào tất cả em đang xem. Và đây là khu vực nhà BA cái thủ Vitamin 98. Rồi em nói hết rồi, bác ra ra đúng không? Ok em sai. Vâng, chưa phát con này cho ra sau luôn, ra sau luôn. Rồi, giờ tiếp theo. Có một tờ nữa đến từ cái thủ Vitamin 98 và vẫn có dân đang hỗ trợ 98 cho cái điều lời của mình. Pha nhặt cung rờ cũng khá là khéo léo dành cho cái thủ Vitamin 98 đây rồi. Sẻ đang điều rờ bằng 2 đạo. Và dân 98 bắt đầu bỏ chạy. Điều R nó sẽ đem lại cái kết quả nó câu chuyện nó khác rất nhiều anh em ạ. Rồi tiếp theo đến từ cái cục Chim Sẻ và chỉ có một dân 98 đây thôi. Sẻ vẫn đang tiếp tục nhắn cung lờ của mình. 98 đang liên tiếp bắn vào những con cung lờ chạy ngang của cái thủ Chim Sẻ. Làm lại 4 đích và tiếp viện ra đến tỷ số 1-0 nhờ cái thủ Chim Sẻ Nắng ở trong cuối đầu này không cửa thua. Tạm biệt em trai. Em trai như vậy là đã quá tốt rồi và đây là pha bể để kết thúc 98 tới từ Chim Sẻ Nắng. Hết quân. Và bây giờ thì nhà BA 98 có nở con nào ra thì cũng không thể nào mà đứng lại thi đấu được nữa rồi. Và chắc chắn 98 sẽ phải đi tìm nhà Chim Sẻ Nắng để bắn. Nhưng mà tìm đến nhà Chim Sẻ thì chúng ta lại nở thêm quân mới ra. Đấy, kiểu vậy. Kiểu vậy. Và 98 sẽ gãy. Và mày đứng lại, mày đứng lại. Mày đứng lại. Và phá về E đến từ cái Chim Sẻ. 98 đang cố gắng bắn E Chim Sẻ Nắng. Cũng mất một vài cung lờ. Đấy, cứ đến nhà BA thì anh lại có quân thôi. Ê, thoải mái đi em ơi. Rồi, bay rùa. Quá hay dành cho cái thủ Chim Sẻ Nắng. 98 đang cố gắng dãy rùa trong trận đấu này nhưng tỷ số sẽ là 1-0 dành cho cái thủ Chim Sẻ. Sự khác biệt rất lớn trong những tình huống điều rờ giữa cái thủ Chim Sẻ Nắng và cái thủ Vitamin 98. Và hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Anh em vui lòng chờ trong giây lát. 1-0 dành cho cái thủ Chim Sẻ, nhẹ nhàng thôi. Ôi bài nó còn quả phụ kìa. Anh em đợi chút nhá, em vừa mới cài lại một tí. Ten. Ơi, quá hay á. Hay gì? Bình thường. Ok anh em ơi, và hãy cùng trở lại với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai trong cuộc đấu này ngay sau đây thôi. Tỷ số tạm thời là 1-0 dành cho thủ Chim Sẻ Nắng rồi. Hello hello anh em nhá. Đúng không? Hay quá. Đây là vòng 2 đối với thủ Chim Sẻ trong trận đấu này. Hello hello anh em nhá. Và như vậy vừa đóng em mất cây gỗ đi phải. Em chào anh Hải Long ạ, chào anh em. Anh em cho xin like một share anh em nhá. Xin giới thiệu một lần nữa với anh em, đây là chương trình leo tháp Soang Good, một chương trình sẽ diễn ra trong vòng 4 tuần đấu và sẽ xoay tua với 4 nội dung thi đấu, đó là solo random, solo cung RAC, 22 cung RAC và 33 cung RC để phục vụ anh em. Có sự tham gia của các game thủ chuyên nghiệp trong team Soang Good và team Vitamin Network, cộng với đó là cộng đồng người Trung Quốc và các game thủ bán chuyên của cộng đồng Việt Nam thi đấu. Vâng, mỗi nội dung sẽ có 4 người thủ tháp và sẽ có vòng sơ loại để chọn ra một game thủ duy nhất là người được chọn, người chinh phục để có thể leo cái tháp này. Thì khi mà người được chọn được xác định ra sẽ nhận ngay phần quà trị giá 1.000.000 đồng và thi đấu với các game thủ khác. Mỗi lần thắng của game thủ ở trong vòng thủ tháp thì sẽ nhận được phần quà tương ứng mà ban tổ chức đã đưa ra. Đó là cái luật thi đấu để cho anh em có thể nắm được. Và chúng ta sẽ thi đấu cứ hết 4 tuần thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái thể thức của tuần đầu tiên. Đó là sau khi hết 4 tuần thì chúng ta sẽ lại, ví dụ như là quay trở lại với nội dung solo random ấy. Và một cái nữa mà muốn để anh em có thể hiểu được đó là ví dụ như game thủ No 1 thì anh ấy trong nội dung solo random ở tuần trước anh ấy đã giành chiến thắng trước Xuân Thứ này, giành trước Truy Mệnh này, giành chiến thắng trước cả game thủ U98 nữa. Nên là ở trong tuần thi đấu thứ 5 nhá, khi mà quay trở lại nội dung solo random thì No 1 sẽ là người thủ tháp ở vị trí thứ 2 anh em nhá. Sẽ là người thủ tháp ở vị trí thứ 2. Đó là những cái mà muốn lưu ý để cho anh em hiểu về cái chương trình leo tháp Soang Good này. Và hiện tại thì chương trình leo tháp Soang Good sau gần 2 tuần, sau 2 tuần thi đấu đã diễn ra, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như là sự ủng hộ tới từ cộng đồng AMBGR chúng ta. Và thực sự bọn em cũng đang rất mong muốn được kết hợp cùng với quý công ty, quý doanh nghiệp nào đó có thể đồng hành cùng ChimSeDiNang Studio tăng thêm những phần thưởng dành cho các game thủ tham gia chương trình leo tháp Soang Good này. Thì quý công ty, quý doanh nghiệp nào muốn kết hợp cùng ChimSeDiNang Studio có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang có trên fanpage ChimSeDiNang hoặc inbox trực tiếp vào fanpage Chim Sẻ, hoặc là inbox trực tiếp cho em luôn để có thể đồng hành cùng ChimSeDiNang Studio và tăng thêm phần thưởng dành cho những thủ tham gia nội dung leo tháp Soang Good. Rất mong được kết hợp cùng với quý công ty, quý doanh nghiệp. Và quay trở lại với trận đấu này thì đây là bài đấu mà đang có 100m nhân đôi, cả yêu cả gỗ tới của Chim Sẻ và Phú đã thấy rồi. Và đồ này cũng có, nhưng mà đây bài đấu vẫn sẽ đánh 27 dân công thức quen thuộc dành cho cái thủ Chim Sẻ Nắng thôi. Tránh tiến Amilo nhá, tránh em. Hiện tại thì chương trình leo tháp Soang Good này đang chưa có mã QR để anh em có thể donate anh em nhé. Rồi, như vậy là đồ ăn về cơ bản cũng đã đủ. Hello anh em. Anh em nào muốn xem link YouTube thì anh em có thể tìm trên kênh YouTube với từ khóa đó là Chim Sẻ Đi Nắng em. Anh Phúc Bùi anh có thể hỏi lại được không ạ? Em vừa không để ý comment của anh em. Thì bây giờ em đã để ý lại đây rồi. Tránh chơi vơi nhá, tránh em. Em tránh Nguyễn Thao ạ. Hello mọi người. Tạm thời đi Chim Sẻ đang chơi tỷ số 1-0. Anh em nào xem trên Facebook mà bị lag quá thì anh em có thể tìm trên kênh YouTube với từ khóa Chim Sẻ Nắng AOE nhá, hoặc là lên kênh TikTok Chim Sẻ Nắng cũng có luôn. Có rất nhiều những cái gọi là kênh sóng nền tảng để anh em có thể lựa chọn, em cung cấp cho anh em trên 3 nền tảng luôn. 3 nền tảng, Facebook thì 2 fanpage. Đấy, anh em có thể lựa chọn. 98 thì giành thắng trước Truy Mệnh với tỷ số là 5-4 anh em ạ. Doanh nghiệp cá nhân muốn ủng hộ được không Hải? Dạ được anh. Tất cả doanh nghiệp có các nhãn hàng và muốn kết hợp cùng ChimSeDiNang Studio để mang lại thì rất là tuyệt vời. Hỏi lần 7, nếu Sẻ vô địch tất cả các thể loại thì mùa sau Sẻ có chấp nhận của em? Dạ tất nhiên là không anh. Đây là một cái thử thách, một chương trình leo tháp. Thế anh em giành chiến thắng. Chúng tôi là người tạo ra sân chơi này, chúng tôi là đội chủ nhà, chúng tôi là người thủ tháp và chúng tôi đứng top 1 của tháp. Các anh vượt qua chúng tôi thì các anh nhận được phần quà của tương xứng. Đấy. ChimSeDiNang Studio là người tổ chức ra chương trình leo tháp này nên tất cả các nội dung ở trong 4 tuần đấu đầu tiên Chim Sẻ Nắng và những người đồng đội của mình sẽ là người đứng top 1 thủ tháp. Còn nếu như có một team nào đó, một game thủ nào đó vượt qua được Chim Sẻ Nắng cùng những người đồng đội của mình thì các anh ấy sẽ là người đứng top 1 thủ tháp. Thử thách này quá đẳng cấp. Ok anh, đó em giải thích như vậy anh em đã hiểu chưa ạ? Anh em đã hiểu rõ hơn về luật của chương trình leo tháp Soang Good chưa ạ? Nếu anh em hiểu rồi thì có thể có một chữ hiểu nhưng cũng chắc em thấy đâu không ạ? Vâng, bình thường cô giáo hỏi hiểu rồi là anh em đi học thì sẽ trả lời là hiểu rồi, nhưng mà em thì cần anh em trả lời là hiểu thôi. Bởi vì anh em là cửa trên mà. Đang gom dân chuẩn đóng ra điều kiện cho cái đủ Chim Sẻ. Một bài đánh 27 dân công thức quen thuộc cơ. Hỏi anh em hiểu chưa? Chả thấy ai bảo hiểu gì. Không phải đánh mỗi AC anh ơi. Đấy, anh em nào mà chưa hiểu thì anh em có thể comment để trả lời, giải thích cho anh em rõ ràng luôn. Tức là chúng ta sẽ có 4 nội dung để thi đấu xoay tua trong 4 tuần. Đầu tiên sẽ là nội dung solo random, sau đó là solo QR AC, 22 QR AC và cuối cùng sẽ là 33 QR Sen. Sau 4 tuần thi đấu chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung đầu tiên ở trong tuần đấu đầu tiên, đó là nội dung solo random. Đấy, anh em đã hiểu chưa ạ? Phát trên YouTube rồi anh em có thể tìm trên YouTube từ khóa Chim Sẻ Nắng AOE. Còn như No 1 trong tuần đấu vừa rồi ở nội dung solo random anh ấy đã đạt được vị trí top 2 của chương trình leo tháp này, nên khi quay trở lại với nội dung solo random vào tuần thi đấu thứ 5, tức là khi mà chúng ta đã kết thúc một vòng 4 nội dung thì game thủ No 1 sẽ quay trở lại nội dung solo random và sẽ là người thủ tháp ở vị trí thứ 2 của cái tháp nhé anh em nhé. Đó. Còn vòng loại thì sẽ là sự có mặt của các game thủ chuyên nghiệp, các game thủ bán chuyên, các game thủ đến từ cộng đồng Trung Quốc thi đấu vòng sơ loại và chỉ chọn ra một người duy nhất, người chinh phục để có thể leo tháp, hoặc là một team trong nội dung 22 và 33 đó. Thì ở trong tuần này nội dung cũng là AC thì người được chọn, người chinh phục đó chính là anh Quang Trần đến từ team AMBGR. Trong nội dung show random thì No 1 rất bất ngờ khi anh ấy là người chinh phục và đã vượt qua được cả Xuân Thứ truy bệnh 98 để đối đầu với Chim Sẻ. Đấy, thế anh em hiểu rồi không ạ? Vẫn chưa hiểu à? Vẫn chưa hiểu thì thôi thì anh vào group Chim Sẻ Nắng Fan Club, anh đọc lại thông báo của em gái bây giờ giải thích thế anh không hiểu nữa thì không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cày ghê. Rồi chị Nam Dương Nga, nhà BA ngay trước cửa nhà Chim Sẻ đây là bắn luôn. Chúng ta lên đời sớm hơn nữa bạn. Em Dương Nga mà em lên đời muộn hơn này khó anh. Rất chịu khó bo bổ gỗ nhá. Anh em nào xem trên Facebook mà lag quá thì có thể xem trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng AME nha các bạn ơi. Đây nhà BA rồi bạn ơi. Lần đầu tiên là chốt cho 3 cái E đã 1, 2. Đấy. Cái vấn đề 98 là khi mà đi Dương Nga ấy, rất dễ bị đối thủ chốt E của BA, của em bị nhốt cung R. Thành ra là hay không tụ được cung bị in. Rất dễ bị đối thủ xử lý. Đấy, lại cứ chạy gõ mấy bóng me này, cũng lấy ra rồi anh lên bắn lên trận. Em lập đi. Rồi, anh lại chốt cho cái nữa này. Này, không chốt được con nào luôn thì đủ Chim Sẻ. Và bắt đầu điều nữa, ăn được vừa rồi bạn cũng ngay lập tức làm cho con mất 2 con thì đủ Chim Sẻ chưa? Mất 2 con rồi. Ăn được thêm một vài dân đối phương. Nói dỡ đi, nói chả hiểu gì. Anh nhắc em tập trung vào giải thích đi. Còn anh em quen thế, anh nhắc em tập trung vào đá đi. Tài đấy. Anh ấy như là anh xăm trổ luôn rồi. Rồi tiếp tục ăn được khung đờ đối phương thôi, tôi cũng quay trở lại với trận đấu này. Chỉ Nam Dương Nga và Sẻ đang là người, thậm chí là còn đi công nhà 98 cơ. Thêm vài chiếc ruộng nữa thành cho đủ Chim Sẻ. Đang bo bế nhau ruộng thì đây rồi. Tụ quân, tấu quân đối phương. Đây là cung R của game thủ Vitamin U98. Và những tình huống điều R Chim Sẻ Nắng nó vẫn rất là lợi hại. Chắc là 98 sẽ tìm đường gọi là đem cung của mình đi móc máy vào những cơ sở game thủ Chim Sẻ thôi. Còn đấu trực diện như thế này là không tính cửa đâu cả. Không tính cửa nào. Đại Dương anh nhắc em, ok. Anh nhắc em, tập trung vào đá đi. 50 nó thăm lại tại game thủ Chim Sẻ rồi. Và BA 98 cứ nở con nào ra thì sẽ tổ chức quay bắt. Và sẽ có 2 cung R đi, sẽ vào quanh gỗ Chim Sẻ Nắng ở đó thôi. Đây là 98 là khá là đông. Và những tình huống điều R như này sẽ ra cực kỳ là thông tin. Trái vương thứ 3 nhá, cho anh em điều thôi, bắn thôi. 12 giờ bị vào 2 con cung R. Ở đây có 1 cung R được kia đây. Tỉnh thế là rời. Đây là các 4 cung R đấy rồi ạ. Thế thôi đừng có va thôi. Đấy, các con trên đấy là 98 lao vào bị nick ngay. Mất ngang cung R lên 98. Thế là xong. Là 32 dân kìa. Đấy là chưa dân. Đấy cung R 98 đây đấu thôi. 50 đó thằng lại tại dành cho thủ Chim Sẻ. Đây con cung R với thủ VB98 và những con nông dân đội bạn Ninh. Rồi nhà có một tên đi móc máy dành cho thủ VB98 và một tên tràn A rất hay thủ 98 đang cung R. 98 đang rất đông quân ở trận đấu này bởi vì đơn giản là đang chưa ăn được đỉnh đối phương. Cung R với các bạn lực của Sẻ thì bền hơn khá là nhiều trong tình huống vừa rồi khi mà quân đội chính đang cực kỳ to thì còn quân 98 đang cực kỳ đông. Đang tách quân bên trong để thủ khoanh ruộng ở nhà mình nữa. BA sẽ đã bị 98 tràn ngược. Đấy cũng rồi của Vitamin 98. Thôi đậu, nhanh lên. Rồi tân tiến ra đội ra, đấu nào. Đây. Hit and run. Và đưa tân quân ở mặt ta giờ về. Đỡ, đợi thêm tân nữa. Và một con 1 cũng ở đây là bắt nốt. Đã xong. Và kéo hết 4 con này ra thôi. Để chơi 98. Tham lại 5x để cũng sẽ. Đã chơi tân nữa đỡ ra. Nhặt cũng rồi nhiều. Ngày thế, 98 ơi. Và cầm 1 con thôi. Thì nhặt 1 con thôi là 98 vỡ rồi. 52 dành cho cái đủ Chim Sẻ Nắng. Thêm vài chiếc ruộng nữa. Sau lại có cung R lao ở đây này. Ngào thế hả rời. Rồi lại tràn A98 tập nữa. Lại tìa được vào ruộng của bạn. Lại tìa được vào cả gỗ đối phương. Và đấu quân ở mặt ABA này. Tạm biệt 98. Tỷ số sẽ là 2-0 để đủ Chim Sẻ. Không cửa thua. Quá đủ cho một đội mình rồi. Nam A bắt đều. Đã xong. Không cần gỗ 2. Không cần gì cả. Thế thôi. Và tỷ số sẽ là 2-0 để đủ Chim Sẻ. Cảm giác rất nhạt đấy. Vâng, Sẻ bảo vất nhưng mà tôi chả thấy vất tí nào cả, cảm giác nó kiểu nó nhàn anh em ạ, chả vất tí nào. Cho đây với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 thôi. Đấy rồi, thôi thì chủ nhà cứ chịu khó thủ với cái tháp này vậy. Cái nhặt nhạnh ở top 1 tháp thôi. Cho đấy với trận đấu thứ 3 ngay sau đây anh em nhá. Ok em ơi, và tôi sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 thôi. Tỷ số là 2-0 để đối thủ Chim Sẻ đây rồi. Rồi, xung. Vẫn là màu 2 đến từ đối thủ Chim Sẻ. Không cái gỗ gần nhà. Xoáy đỗ tiền phong nhá. À đây công cao rồi. Ok anh, chiều bình luận kèo 22 thắng kèo 22 luôn. Chạm 8 thắng 85 luôn, thứ gan đi luôn. 98 đô một chỉ có vỡ. Gặp em chịu nào được. Cơ cấu chiếc AMBGR dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng người trong trận đấu này. Làm vòng đi dò thôi. Gỗ đầu có vẻ là hơi xa đối thủ Chim Sẻ. Quả đầu từ 7 cây. Này đánh hơi mụn anh em ạ. 98 đang live trên fanpage Vitamin Network AOE và trên kênh TikTok của game thủ Vitamin U98 anh em nhá. Chào Minh Phương nhá. Làm vòng đi dò thôi. Sẻ cứ đánh như này thì ai trèo lên đường. Thế thì người ta mới gọi là chương trình thử thách, người ta gọi là chương trình leo tháp. Còn không thì cho con là khóc vào đây này thì làm gì có giải thưởng như thế hả các anh? Em hiểu vấn đề chứ. Bây giờ bọn em là chủ nhà, bọn em thủ tháp thì các anh phải cố gắng vượt qua thôi chứ giờ biết làm nào. Cami nó không lên pet vitamin à? Anh em đợi tí ạ. Ok, chào ăn nhiệt nhá, đưa tiền cho Sẻ nhé. Ok em ơi, nhà em hay quá, anh chỉ có quẩy nước mừng. Đây bây giờ được đưa về tới rủ Chim Sẻ trong trận đấu này. Hello hello anh em nhá. Chúng ta trước với tỷ số 2-0 và tất nhiên rồi, 3 trận nữa thôi. Game là dễ không nào khó được đúng không ạ? Rồi cơ cấu trước nhà bé đây đến từ rủ Chim Sẻ. Đây chiếc bé đầu tiên. Đối đầu với rủ VB98. Ăn nhiệt thấy anh vừa nhảy điệu nhảy hay không? Ngồi vào một bình này. Vợ. Tạm biệt nhé người anh yêu, anh chúc em vui bên người. Quýt. Rồi đưa bên này về. Ta voi bầy yêu món quà mắc cũng mắc. Ta thế lại còn có thêm cả người yêu ở gần rừng trên mặt 12 giờ nữa. Có thể đóng hết đôi luôn. Bài đẹp quá anh em nhờ. Anh Lê Bảo đã ủng hộ nhà chỗ Richman bọn em nhá. Thank you anh em. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chỗ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Nhà chỗ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo 8 combo 5 tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà cháu Richman thì anh em hãy truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi quay trở lại với trận đấu này, trận thi đấu thứ 3 giữa Chim Sẻ Nắng và game thủ VB98. Được Nga trận được khán giả xem á. Nào nào. Vân Ngao chịu anh ạ. Bài này bắt đầu gì được Nga. 807 với 27 dân, em tận đôi nữa. Vẫn còn đang cố xem phải đôi voi không, bây giờ nhặt nốt. Ôi ăn đi thôi. Không đi béo à. Tránh hồ tấn dương nhá. Rồi đưa đội con voi này về. Đang xem tự nhiên nó hát à? Ok anh, em không hát nữa được chưa? Thả cho anh xem đen là chính không? Không anh ơi, em chấp nào đây đen là chính em, anh bảo mọi người không biết đánh chế như em. Thì cho mọi người biết đánh chế như anh. Lại còn xem đen là chính. Nhưng nếu mà bỏ không ăn đủ thì em sẽ cố. Ok, ok anh Đạt Nguyễn ơi. Hello anh Dài nhá. Tranh Đạt Chiếu. Ok Phạm Trưởng ơi. Phạm Trưởng cái Phạm Trường thì đấy, anh Dài hay donate. Nhưng mà nếu mà bỏ không ăn đủ thì em vẫn cố anh ạ. Đen là chính đúng không? Xem đúng không? Chơi. Hải Mario trong vai Chim Sẻ Đi Nắng. BMBA. Ông đẩy YouTube và Hải Khoan. Dạ có anh ơi, em đẩy rồi ạ. Hôm nay Hải Khoan đã đẩy YouTube rồi anh nhá. Chim Sẻ Nắng AME anh thấy luôn anh Giai ơi. Anh yên tâm, em vào thì em chỉ đi phản một thôi. Làm thế nào để mua Richman thì anh có thể truy cập theo đường link mà em đã ghi phần bình luận anh ạ. Có rất nhiều link để anh em có thể lựa chọn như là link TikTok Shop này, Shopee này, hay là link website nhà tài trợ. Vũ Đức Minh, chào idol. Hello em Giai. Tối nay em Giai có rảnh không? Giờ này em Giai đã ngủ trưa, có thể cho anh mời cốc nước dừa được không? Đề nghị em xuống ngay tầng 2 nhá. Tầng 2 chuẩn bị đồ đấy. Xuống dần đi. Anh sắp về rồi. Chỉnh lại mặt chưa Hải. Mặt em sao ạ? Hải mặt này từ bên nhìn tươi chứ anh. Rồi đang thắng kèo tưng bừng này. Khổ cam nhi thôi. Bạn tôi hôm nay tí nó nghỉ ôi rồi. Thằng Hải khô thật lại chọn bình luận 98 với cả chọn bình luận nó sẻ. Kiểu gì nó nghỉ ôi rồi mà. Trái Nguyễn chiến thắng nhá, trái anh em. Em trái Hưng Nguyễn ạ. Và như các bạn có thể thấy hiện tại thì trên fanpage của Chim Sẻ, đấy là ngày hôm nay là do mạng ở địa điểm điều đang gặp chút vấn đề. Các anh em đóng ai kiểu gì đấy khiến cho anh em gọi là hơi ít người xem đấy, chứ bình thường là phải tầm mười mấy nghìn người xem. Thêm một cái nữa là trên những nền tảng như TikTok rồi YouTube đang nhận được rất nhiều sự quan tâm tới từ quý vị khán giả và cộng đồng ai của chúng ta với chương trình leo tháp cho bài cốt này. Và bọn em đang rất mong muốn được kết hợp với quý công ty, quý doanh nghiệp nào trở thành đơn vị đồng hành cùng Chim Sẻ Đi Nắng Studio để tăng thêm phần thưởng dành cho cái vụ tham gia chương trình leo tháp của bài cốt. Dạ, ok Tuấn Hà ở đây rồi, đây chắc chắn là chợ đây rồi. Ok Tuấn Hà, em đã nhận được thông báo Zalo rồi ạ. Hiện tại bọn em còn có rất nhiều những hạng mục để thi công với anh nữa anh ạ. Ví dụ như là đấy, như là giải đấu này, leo tháp Spacer Gaming này, hay là những cái kèo livestream hàng ngày nữa. Là anh em nào muốn kết hợp cùng Chim Sẻ Đi Nắng Studio, muốn quảng cáo trên livestream của Chim Sẻ Đi Nắng giống như nhà tài trợ Richman, King Blue, System Fan thì anh em có thể inbox trực tiếp vào fanpage Chim Sẻ hoặc liên hệ qua số điện thoại hotline đang có trên fanpage của Chim Sẻ Đi Nắng anh em nhá. Và quay trở lại với trận đấu này, chúng ta bắt đầu đến với những giao tranh đây rồi. Khi mà sẽ bắt đầu đẩy quân vào tay cùng xem chị Tám đang ở đâu và đang có một bài đấu như thế nào. Cảm ơn. Rồi em Sai. Xúc. Cho mã QR code lên để anh em ủng hộ ạ. Sắp tới nhỉ. Em lại nghiên cứu rất là nhiều rồi. Để anh em bình tĩnh. Rồi bắt đầu xả vào những dân của U98 thì chỉ là với 2 tấn R và với U98 không biết quân đâu rồi, bây giờ vẫn chưa mang ra đấu này nữa. Đổi nhà. Bây giờ em không biết nhà anh ở đâu không? Em không biết nhà anh ở đâu. Ở đây, bây giờ em mới đi lên đây. Ok em Lai. Vâng, lên thì anh Xúc thôi. Cháy Nguyễn Hoàng Đại nhá. Một số anh em thắc mắc là he có tham gia ở bài lên cấp 14 hay không thì xin nói anh em là he có anh ạ. Em sẽ tham gia ở bài lên cấp 14. Lần nữa đổi ra 98 làm cho gì đấy? Nhầm mà. Ôi giời ơi. Tỷ số sẽ là 3-0 thì Chim Sẻ Đi Nắng người đầu trận này. Hoài. Lại để tăng 2 không tôi mời. Tăng 1 chưa đi mà anh em đã rủ đi tăng 2. Không hiểu tăng 2 kiểu gì. 3-0 thì Chim Sẻ nhàn quá. Sau đây mới truy 7 thì nó căng thẳng, vào đây mới xèo nó lại. Đơn giản này nhở. Đấy cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo. Sau đây anh em ơi, tỷ số là 3-0 dành cho game thủ Chim Sẻ Đi Nắng khi đối đầu với Vitamin U98 đây rồi. Bài 6 rồi, bài 98 các bài 6 anh em ạ. Bài 6. Lên nha. Ok anh em ơi, chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư ở trong cuộc đấu này ngay sau đây thôi. Sư lại đi rồi. Cần đi với em anh. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo anh em ơi. Đây là AC của cái đội Chim Sẻ. Cảm giác 2 trận này. Game là dễ, không nào khó ăn được anh em ạ. Rồi, đang bỏ vào đầu 6 cây cho cái đội Chim Sẻ. Cà vì nóng quá không chịu nữa rồi. Sẽ thua tặng 5 lít. Sẽ đáng xin 50 thôi ạ. Ngọc đi giò. Tài khép góc. Gỗ đầu gần, yêu đầu có, quả đầu sau. Mặc bình. Rừng là rừng thông. Nhanh chóng thôi, cháu Nguyễn Văn Ngọc nha là tránh em. À đợt tới có giải Linh Nữ Không Có anh ơi. Cháy Vương Cúc 3 nhá. Có anh Hiếu Nguyễn với 10 sao gửi tặng em một chim sẻ ạ. Làm vòng đi dò thế bạn nóng này. Sẽ thua tặng 6k sao. Win luôn đi. 6k sao. Đây bóng được đi dò. 30 triệu hiêu đầu đấy nhá. Có xe dò tìm ăn, hai đường quanh nhà đây rồi. Đeo tháp random thì tuần trước vừa đeo random rồi anh. Phải có sự thay đổi, với sự đổi mới chứ. Lúc nào cũng đeo tháp random thì phải đơn giản quá. Ok Vương Quốc 3, anh chào trên này em trả lời. Tại trên YouTube em chưa đủ tay để có thể theo dõi bình luận ở trên cả fanpage và cả YouTube anh ạ. Đó đến Ngọc San với 100 sao để tặng cái thủ chim sẻ. Các anh Hoàng Lực với 10 sao nữa nhá. Rồi, đùa mấy con này về rồi. Đây bấy nhiêu đầu thì bạn đấu này. Bấy nhiêu năm. Nhanh chóng lại quên bấy nhiêu này. À, lại cũng đi để xem sẽ có giỏi gì nữa hay không. Nhiều đầu đưa về. Yêu nhảy ảo nhở. Cho nhỏ tí game chút đi Hải, ok anh. Và một con yêu chết hơi lỗi thì đủ chim sẻ đây rồi. Chưa thấy gì này. Xem tự do may ra chơi được. Xem tự do để hoài anh ạ. Đây sẽ vị trí đóng cái đầu đấy, vụ chim sẻ nám. Và ngoài bị yêu đầu ra thì thôi. Cơ cầu chết nhà bé đầu tiên thôi. Không đồ. Map xấu. Ê, nói đấy. Hôm nay dương hai kèo nhỉ, cho anh Duẩn Nguyễn nhá, cảm ơn anh về 50 sau để tặng chim sẻ ạ. Em chào Nguyễn Phòng ạ. Đây em đi Thổ Nhĩ Kỳ giờ vẫn chưa về, hạn tuần sau mới về này. Chán. Tập đồ. Bài xấu. Đấy, cơ hội chỉ 8 trận đấu này. Có mỗi cơ hội này thôi em ạ. Một cơ hội duy nhất. Rồi như vậy là có thêm voi dành cho anh đủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Bài xấu ạ. Hoài. Một chiếc S để có thể cấu con voi này. Thêm một bầy yêu rách rách bên dưới. Chắc là ăn nốt hai con sư tử thôi. Vẫn đang lượn đến từ cái rủ chim sẻ. Map sầu. 26 trên 28 là thăm lại tại dành cho cái rủ chim sẻ nào. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà triệu Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà triệu Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Đang có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà triệu Richman thì có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, quay trở lại với trận đấu này. Nam người xấu trận này mà thắng được thì chắc là không trận nào nữa anh ạ. Không trận nào nữa. Sư tử sử dụng này, yêu này, vòi quả đây, đồ là rất nhiều ở khu giữa bản đồ này. 27 dân đến từ cái thủ viên U98. Còn anh Đàn Nguyễn với 10 sao gửi tặng đến thủ chim sẻ nhá. Đã có xe giỏ đến 98 rồi. Dạo lên đời muộn hơn sẻ trận này được. Thì đấy là đời 2. Đời 3 là câu chuyện khác. Em nghĩ là 98 vẫn sẽ lên sớm hơn sẻ đời 3. Đúng là như vậy. Trong trường hợp 98 em chuẩn. Sẻ kinh 11-20. Kín luôn á. Ảo đấy. Cái Nguyễn Sơn với 10 sao gửi tặng chim sẻ nhá. Anh em nào gặp phải hiện tượng giật lag thì có thể theo dõi trên kênh YouTube chim sẻ nắng AOE nha anh em. Và trên kênh TikTok chim sẻ nắng nữa. Nhiều kênh sau đây anh em có thể lựa chọn. Để bên voi nữa. Không, nhìn này chưa chắc 98 đã thắng được đâu anh em ạ. Đặt với các bạn luôn. Không đoán một bạn này. Thế thì vẫn chưa chắc. Vậy luôn đi gì. All the rồi bạn, phát hiện ra BA ra đây rồi. Để tạm có ra Oban luôn không? Đấy ạ, đấy ạ. Ghế nhỉ. Và vậy rất là nhanh tay đến vụ U98. Nó phải hiệu quả. Đang nhanh đây còn nó phát ra từ nó 1 bây giờ. Rồi. Rút dân đấy là cung lờ không đỡ trong đấy nữa. Thế thôi. Thế mà cái nhà BA bên kia thì chưa biết. Gì xe giò. Xe giò nó nhặt luôn. Rồi. Đập. Vẫn đang khá là bình tĩnh để yếu đủ chim sẻ kia đâu, 98. Chạy rồi. Về kìa. Rồi, chốt. Tính chốt thì anh cũng chốt, chốt được một con của bạn. Té. Bạn chốt được BA của chim sẻ đấy anh em ạ. Chốt được đấy. Chốt một con luôn. U98 và bị làm chết một con rồi chim sẻ luôn. Rất nhanh. Bạn đang cố gắng để đốt cái E này. Sẽ đang cố gắng đốt cái E kia. Và thằng này là 32. Các bạn đã có 2 tên. Và bắt đầu lao ra. Và đến sớm lên thủ DBU98. Giữa cung đường này. Tiếp theo lại bị nhốt. Hay này. Đau đấy. Và bị nhốt cung đường là rất đau để mình chim sẻ. Và thực sự khó khăn để có sẻ trong trận đấu này. Khi đôi 98 chuyển đến chế độ cảm nam. Rất đông. Bắn nhanh cái này. Quay lại kìa. Lại bị nhốt 2 con nữa thì mình chim sẻ. DBA vẫn mất cung đường. Và bắn không ổn các bạn thì đội bạn vẫn có quân thủ. Làm lại là số là 35. Chỉ đám có tình huống chốt E phải nói là rất hay các bạn. Làm lại là 38 thế nhưng mà đủ chia sẻ cái này. Bò kéo nhờ, bò nguyên mặt 6 giờ lên rồi các bạn. Và bò nhà rất keo léo đấy thủ bên U98. Rồi bạn đầu tràn lên. Để còn 4 nhà BA ở đây. Nhưng một BA vẫn đang có bóng BE đối phương. Và có rất là một chia sẻ khi nở thêm một tên quân mới phá 7E. Quan trọng. Quan trọng giờ này. Kami ơi, Kami đừng sợ bạn ơi, kéo léo nào, bắn lót luôn. Và quá được dân quân của đối thủ U98 rồi chia sẻ. Với tình huống vậy em ấy, đấy vẫn là em đối thủ U98 có thêm dân mới và giờ này lại là đông hơn, là rất đông quân đối thủ U98. Đó, thêm dân nữa đầu ra để chia sẻ. Bây giờ chỉ còn 4 BA thôi nhưng mà chúng ta đang chưa ăn được lực của đối phương các bạn. U98 đánh ở nhà và chúng ta chưa ăn được lực của đội bạn dành cho đội chim sẻ nắng. 21 đó thằng lại tại cái bài đấu này. Vẫn đang điều đờ với những chỉ đám những quân bạn đông quá. Ồ, đã không quản được kìa. Quân nào? Có móc máy chứ không? Để đưa về thế nó cũng phải chạy loang quăng đi chứ. Chỉ đám là tách một con cua đi móc máy đấy rồi. Ai dạ. Chắc nhờ. Nhà tròn quá anh em ạ. Và các bạn đã bắt đầu đứng đốt A với đủ chim sẻ đấy rồi. Hơi khoai. Lại nhớ đủ chim sẻ. Tiếp theo chỉ đám đã đẩy lên. Đây là bỏ gỗ đối phương. Cái ruộng của bạn. Hai quân này của sẻ thì đây ruộng dám đây bắt đầu bắn ruộng các bạn và có những cú vẩy E đến với vụ chim sẻ. Tham lai là số 29 đấy các bạn, đúng này thôi bắn được vay 5 đối tượng đối phương nhưng nhà BA vẫn đang bị ốp bởi con cung lờ của đối phương đang gom từng con cung lờ 1 với vụ chim sẻ, bắn từng con nông dân 1, điều từng con quân 1 điều các bạn vẫn có quân được thủ bên trong. Tham lai chúng ta là 21 và đứng trên dốc này vẫn chơi được lại vẩy E. Kéo nhỉ. Mà để nhai ở này cũng đơn giản mà xương phết đấy. Không dễ đâu. Hệ này là hệ không dễ nhai đâu. Và nhai hệ này là cũng mỏi răng phết đấy các bạn. Vậy nên chị Tám được không xẻ lao bên sau. Để vẫn tự tin lao vào giúp cho mình gái. Ở nhà bắn cái ruộng rồi, ok. Và thằng này 32 đấy, chim sẻ vẫn tiếp theo chim sẻ ra rồi. Và mình chạy đi đâu? Vẫn đang bắn được, vẫn chạy gỗ được, vẫn đang đỡ được, vẫn đang ốp được. Và chưa giòn, pha về E98. Và đây dàn ra luôn, bắt ra từ đây. Đó, tiếp theo nó chuẩn bị ra rồi, vẫn 4A rất đều đến từ cái thủ chim sẻ. Chim sẻ bắt đầu vác dân ra với những nông dân của mình. Đấy, có thằng này với thủ chim sẻ nắng. Có thêm một tên nữa dành cho thủ viên U98. Trận này mà thắng được thì chắc chắn là highlight rồi. Có điều là chưa thắng được thôi. Rồi anh hoàn lực với 100 sao để đợi cái đội chim sẻ nhá. Điều là đơn tiếp theo. Và chúng ta xong quân là rất đều nếu Chim Sẻ 98 bắt đầu kéo quân đi công đi quản ra Chim Sẻ Nắng về đây rồi. Chúng ta lại có những cú vẩy E để ăn quân 98. Tiếp tục là vẩy E đến từ Chim Sẻ và lại chạy bên trong. Vâng, Thám Lại vẫn đánh được nhưng trận này bị bắt quân và thua. Tỷ số sẽ được chúng ta là 1-3 đối với thủ viên U98 tí thắng trận này. Nhưng mà nói thật các bạn, nếu mà thắng trận này thì đúng là không có trận nào chúng ta đánh cho thua được nữa rồi. Trận này mà thắng được thì chịu rồi. Em trai Nguyễn Như Anh nhá, hello anh trai. Bài 98 kín quá, không móc máy được. Sau đấy trận tiếp theo sau đây thôi. Tỷ số là chúng ta còn 1-3 đến 98. Rồi, anh cũng trở lại với trận đấu tiếp theo sau đây rồi. Và như vậy đây là 1-1 dành cho đối thủ Chim Sẻ Nắng trong trận đấu này. Làm một lý do thôi. Một một vào đầu, 7 cây dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng trong trận đấu này. Làm cho BG. Cái tháp của nó 7 cây. Một mỏ quả, một nền đất bán sa mạc và dường như là có rừng ở mặt 9 giờ thì phải. Đúng là như vậy, đó là một cái rừng già. Tới từ game thủ Chim Sẻ Nắng. Trận này tím nó lại thắng. Em chả hiểu nó thắng kiểu gì anh Kiên ạ, à. Thắng kiểu gì ạ? À? Thắng kiểu gì thì anh không nói. Lâu lắm không gặp anh Kiên rồi. Là đánh dài Vivu lắm. Ấy. Rồi ném sư tử hai cái rừng mặt 9 giờ này cũng khá là ok. Có về hiểu ở đây. Map nhìn rất quen. Dường như là map đã đánh rồi. Bàn thứ này còn với con voi. Ra giữa giữa này thấy quả phụ nữa. Khung luôn rồi. Rồi làm vòng đi giò. Đang muốn đưa hiêu này về gần với bầy hiêu đầu để nó đỡ lung tung anh em ạ. Bọn anh vừa Đắk Lắk về à? Ok anh, thấy anh em đi Đắk Lắk livestream live chủng tết tè le rồi. Đấy, voi đây mà. Map đánh rồi. Quả phụ ở bên tây tây phải cánh rừng thông hướng lên 12 giờ này đây. Các bạn map nhìn quen, map đánh rồi mà. Nhìn cái bên map quen, map này không cửa thua anh em ạ. 4-1 rồi đấy. Để gọi đưa về. Giờ Kami không ngồi cạnh 98 nữa, 98 tập trung lắm. Tập trung thua. Một con voi đưa về. Cái đầu chúng ta có thể đóng nhân đôi là S2 nhân đôi được. Cái đầu thì có thể ăn gỗ một cách nó đẹp đẹp ở đây. Dừng ra. Đây, khởi cầu chiếc S đây. Bán bóng binh anh em ạ. Rồi. S đầu thiết kế. Tạm cái dừng ra. Để tìm nốt mỏ quả này thôi. Đây, quả phụ ở trên này này anh em này. Ngay đây này. Đưa con voi thứ hai về đã. S2 cho đôi sau. Đây sẽ con voi tiếp theo lên mình cũng chia sẻ. Voi hiêu. Quả phụ rồi. Giải quyết được con voi này. Chết dở rồi, quả phụ ở đây mà. Sao giờ không thấy nhỉ anh em nhở? Nhầm rồi. Thêm vòng nữa đến từ game thủ Chim Sẻ. Cái hoàng lực với 10 sao gửi tặng game thủ Chim Sẻ Nắng nhá. Hello anh em. Nãy giờ anh Lực anh tặng rất nhiều sao rồi. Đấy, anh đang sở farm tặng 10 sao một lần, 10 sao một lần. Thêm chiếc nhà bé nữa. Hiêu à? Không nhớ quả phụ mà nhỉ? Sao giờ lại thành hiêu nhỉ? Hiêu thật đấy. Rồi thì quyết mấy cái điều này thôi. Nói chung bài vẫn thoải mái, không vấn đề gì anh em ạ. Vấn đề đời thôi. À, vâng, rất vâng đến được cái Chim Sẻ Đi Nắng. Em ăn đi, em ăn đi, em ăn đi. Ăn này, cho ăn đầu búa. Rồi, thế thôi, cuộc sống mà. Chỗ đốt e, chỗ con dân kia vào đi. Thế bẩn quá rồi thôi. Ai làm thế? Làm người ai làm thế thôi anh em. Chỗ đốt e ở đầu bên kia mới hết một dân ăn. Sao lại không ăn được hiệu nữa? Lùa về cho nó. Nó nào? Ông rẻ bảo lùa mấy hiệu về cho nó, lùa nó nào? Đừng đóng BB nhé. Rồi lại lùa mấy hiệu này, à lùa mấy hiệu này về 98 thật anh em ạ. Này lùi cái gì đây? Sao mà lùi cho bên 98? Trẻ bịp quá anh em ạ. Được rồi. Vâng, và trước khi đến với những uống rau xanh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà triệu Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Đi Nắng Studio. Nhà triệu Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Đang có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà triệu Richman, anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Đi Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi quay trở lại với trận đấu này. Em dài đang lọ mỏ, khai thác cái mỏ gỗ kia thì phải. Trẻ đang ngồi quần bớ ruộng rồi. Tránh phạm ra bảo nha cho anh em. À, kinh nhờ. Tránh Đặng Văn Trương nhá. Xóm đấy. Phải đấu lên sớm dành cho game thủ Vitamin U98. Chào Mã Khởi nhá, hello em. À. Ra ruộng thôi. BGR luôn. Tôi thì đọc BGR luôn. Có tí quả quê. Đúng anh em. Làm tí quả quê là quá đẹp rồi. 3A, 4A. Anh em cho xin like một xe anh em nhá. Hello mọi người, hello anh em. Có thông báo Lê Văn Tuấn. Lê Văn Tuấn đang nào? Không biết. Rồi giờ lao vào bế ở đây rồi. Làm gì cho anh hở tưởng ngon lao vào nhưng mà trong lại một lớp nữa. Sau đó chúng ta đi vòng ra bên ngoài chặn cho nó vào dọ đúng không anh em? Nghe hợp lý chưa? Ok trọng trang này. Anh em thấy ổn chưa? Thêm ruộng nữa đây là cái ruộng Chim Sẻ Nắng. Ôi kinh đấy. Làm ép đời cân sẻ tầm mười mấy đấy. Quay cả lông tí nhờ. Em dài trận ép đời mà khét đấy. Em ra vào đây. Em vào đúng cái lỗ này cho anh cả. Anh đang rằng đúng một cái lỗ này cho em rồi. Chỉ chờ em dài vào đây thôi. Và anh cũng xem liệu rằng chị Nam có vào đúng cái lỗ này không nhá, đúng cái hình này không. Một cung đờ đi này. Rất khó chịu đến 98 với chỉ một cung đờ tách lên. Đây nó đây. Và đây là BA mình thưa các bạn. Bố đích ra thằng này đủ Chim Sẻ về bắt trên đều này không? Và đang cố gắng bắt con cung đờ lẻ 98 rồi, nó chui vào đấy thì chắc chắn nó chết rồi. Nó không chạy đâu nữa rồi các bạn. Chui đấy chắc chắn chết. Mày này. Em sai, 4A quen thuộc đúng không em sai? Ấy! Quá khét đến được em sai. Một tơn lao thẳng vào ruộng chính của đủ Chim Sẻ dành cho game thủ VPU 98. Thế một tơ nữa lao vào luôn. Ai da, đông quá nhờ. Rất đông quân đến từ cái thủ viên U98 đang lao vào nhà cái thủ Chim Sẻ Nắng. Nhưng tơ điều đầu vừa rồi đi xẻ là người thắng một con. Tiếp tục điều. Vâng, một con tách vào bên trong đến từ U98. Hay. Tình huống tách quân rất khó chịu đến từ cái thủ viên U98. Nhưng nó không đem lại quá nhiều hiệu quả. Và chúng ta cũng đang bắn vào trụ chính của đối phương. Với tham lai 50 đến từ cái thủ Chim Sẻ. Các bạn thấy là với việc mà ăn được cái bỏ quả kia thì câu chuyện nó lại khác. Ăn được bỏ quả đấy là chúng ta vẫn cứ sắp được quân thôi. Vẫn thoải mái. Trận này chị Nam ép đời tốt phết. Anh em thấy chị Nam lên đời sớm nhá. Và mình kích sớm lắm 27-1 và chị Nam cũng lên đời cân mình luôn. Nam mới máu, rồi 75 gỗ. Vậy e nó vậy e kìa. Vậy e ra thế. Vậy. Vậy ở trong thì ở bên ngoài ai đỡ lại vậy nữa. Vậy ở trong thì bên ngoài ai đỡ. Thế cho nhanh. Và điều rồi cái thủ Chim Sẻ tiếp tục ăn được quân 98. Vậy ở trong thì bên ngoài ai đỡ. Đó là một cái câu chuyện rất là dài. BA98 bắt đầu bị tràn. Đây. Vẫn còn một con cooler đây. Và nó vẫn cứ chạy. Chỉ đơn giản là nó chạy vòng tròn. Và các bạn sẽ phải mất thao tác để đi đuổi theo con cooler này. Rồi, cứ không đuổi đâu nó đứng lại bắn dân. Đấy. Thế mới cày. Nó bắn mất rồi. Mất con cooler đấy rồi anh em ạ. Nó tay cơ cấu nhà đang mít e. Timeline 6x đến từ game thủ Chim Sẻ. Và có một turn đi vòng đến từ game thủ Vitamin U98 rất bất ngờ. Hay. Phải đi vòng bất ngờ đến từ game thủ Vitamin U98 để có thể tràn nhà Chim Sẻ Nắng. Ok em Sai ơi, xin mời. Đây anh cho em turn nữa này. Em đỡ đi, em đổi đi. Dắt tay lên đây nào. Và rất đông quân của game thủ 98 đang tràn lên. Nhưng chúng ta cũng đang tràn lên nhà đối thủ. Bay ruộng đến từ 98, bay gỗ. Và lùi lại chờ turn nữa thôi. Một turn nữa nở ra thì đâu nó lại vào đấy. Câu chuyện nó lại về như cũ anh em ạ. Rồi, tụ quân. Thắp lại được số là 5x dành cho đối thủ Chim Sẻ Nắng ở trận đấu này. Và chiến thắng nó bay hết ruộng mình rồi. Và tất nhiên là sẽ không quân dồn lên nữa anh em ạ. Các dồn càng đét được turn 2 turn nữa là càng. Đừng lấy đâu ra lực nữa. Ruộng thì bay rồi, gỗ thì bay rồi. 37E, úi rồi. Ôi. Ôi. Vậy thế thì nó đánh thế nào được. Vậy nữa. Ây. Ây. Khoai, chỉ đá khoai anh em ạ. Rất khoai, tách quần về trong bóc ruộng của nó vậy cũng tách vào được. Tham lai sẽ bây giờ là 50. Chỉ đá đang cố đấm ăn xôi vào ruộng chính của thủ Chim Sẻ. Nhưng mà chắc đang bắt tay cơ cấu dần ở đâu đó. Không có tên điều đờ chuẩn chỉ đến 98. Đây, còn khoảng 6 cung lờ nữa, 5 cung lờ nữa đến 98. Nhà BA của bạn vẫn có quân được thủ Chim Sẻ. Tiếp tục vậy. Ôi giời, hết gỗ. Thế mới đau, hết gỗ rồi. Đây, về bên này thì vậy, ok, nét. Rồi xong. Như vậy là sẽ sạch như chùi. Dành cho 98 với tỷ số 4-1 tới từ game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong cuối đấu này. Rất khó dành cho game thủ VW98. Khó thật sự anh em ạ. Rất khó đấy. Ôi, trận này trận chung kết sớm 98 ngay sau đây thôi anh em ơi. 4-1. Quán ok em ơi, chúng ta sẽ đến với trận chung kết sớm rồi bạn ngay sau đây thôi. Vâng, 500 sao đến từ Hoàn Lực, thank you anh rất nhiều. Ok Giai ơi. Yes. 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 Vâng, như vậy màu 2 dành cho đối thủ Chim Sẻ trong trận đấu này. Một thế bài góc 8 giờ để tiếp tục Chim Sẻ. Quả đầu 6 cây hay 7 cây đây? 6 thôi, không cây quả thứ 7 anh em ạ. Kết thúc đội bạn anh em nhỉ? Một trận nữa thôi là sóng kèo rồi. Ôi giời ơi. Một bài đấu được cầm màu 2 dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng rồi cùng góc 8 giờ với một quả đầu 6 cây. Đến lượt bán sa mạc. Cháy dương hữu hùng nha, chào anh em. Đây là cái dương đến game thủ Chim Sẻ rồi. Không ai chậm dần cả, một bấy hiêu đầu. Và ta sẽ phải xử lý bấy hiêu này ra khỏi sát mép cái dương này để đưa về nhà chính cho mình. Dương kiểu gì đấy? Rồi vậy hiêu đầu 5 con. Ôi được. Dừng mỏng để đưa hiêu về thôi. Đi tìm voi. Chào anh Kun nha, chào anh em. 4-1 rồi. Kèo chạm 1 chạm 4 dành cho đối thủ VMU98 là có phải đối đầu với Chim Sẻ. Tôi thấy rằng chỉ có mỗi Hồng Anh trong cái giải gì đấy mà cái đây đã từ rất lâu rồi. Cho anh định nghĩa hai tiếng yêu thương. Anh cũng trao cho ai cái tiếng anh thì anh có em. Nhờ hay mình đi hát bài thu cuối nhờ. Vừa đánh vừa gãi vẫn thắng. Hả? Vâng, như vậy Sẻ đang thách thức ai leo hội tháp này cái. Vâng, thách cả thế giới luôn. Hộ tôi cái tháp này cái. Chào anh Ebisu mạnh nhá. Có khi là tuần sau tôi phải tăng cái phần quà này cho ông nào vượt qua là cái tháp AC để mới được. Ví dụ tăng lên tầm độ 2-3 chục. Để tăng 2-3 chục để có anh em nào kiểu công ty doanh nghiệp nào tài trợ cơ. Nhỡ là tự nhiên là 98 nó điên lên vậy, nhích cho trận thì chết tôi, vỡ anh em ạ. Với anh Đào Đức Khả với 10 sao người tặng cái thủ chim sẻ nhá. Hello anh em, đây là đầu tới cái thủ chim sẻ nắng rồi. Ủng hộ 15 triệu lên thưởng tháp AC. Anh inbox thì em nhận luôn. Tuần sau tăng cái leo tháp này lên 15 triệu AC cho anh em luôn tuần tới. Giải này có anh ơi, có cái thủ Trung Quốc nhưng mà các anh ấy bị loại từ vòng sơ loại rồi. Đang sờ nội dung 22, nội dung 33. 22, 33 đều là nội dung cung R. Sở trường với anh em Trung Quốc. 22 cung R AC, 33 cung R Seng đấy. Nội dung 33 cung R Seng là cái nội dung khó giữ tiền đây này. Và nội dung 33 cung R Seng là top 1 tháp là 10 triệu đây anh em ạ. Đấy mới càng. Rồi. Thôi chết một dân rồi. Đây một quả đầu đấy à, một quả phụ đấy chim sẻ. Hiêu quả phụ, hay hiêu hay quả, nói chung là ăn là thoải mái để ép đời. Nó không phải là bài có quá đẹp, có tội là chết dân thôi. Đây là chương trình leo tháp Soang Good chứ không phải giải đấu anh Hoàng Lực ơi. Cảm ơn anh nãy giờ tại sao liên tiếp cho những tụ chim sẻ nhá. SGC này chắc là anh bán vàng rồi. Không biết là doanh nghiệp bán vàng của anh có cần quảng cáo hay không ạ? Tiếp cận đến tiệm khách hàng. Inbox cho anh Hải ạ. Ok anh Gerano Milano ơi, 15 triệu ạ. Em đây anh. Em đây ạ. Đấy, anh ủng hộ 15 triệu để xem em tăng thêm phần quà trong nội dung 22 AC là nội dung solo AC này để cho anh em tuần tới anh em còn vượt chứ. Nhớ người yêu cũ. Ok. Mày cả lông tí. Một người như anh mà lại phải nhớ người yêu cũ à? Hơi nhầm rồi. Bài chết dân đấy đội chim sẻ 27 dân trừ 1. Và ta cùng xem chị đám đang có bài đấu như thế nào. Xe long lần này vẫn thi đấu anh ạ, nhưng mà xe long không thi đấu với chim sẻ. Rồi con dân chuyển đóng ra điều kiện thôi. Đây chạm BM. Còn một dân BA. Yếu đi gỗ, đóng lại. Lại có tí quả quê chị đám lên đời sớm hơn sẻ ở đời 2. Cũng chết một dân đến 98. Đừng nói với tôi là 98 dân ai chết dân nha. Ông 28 dân trừ 1 rồi đủ chim sẻ. Và thêm một mỏ quái quê ở đây với 6 mỏ quả, 6 cây quả. Thế cho nó nhanh. Cái thủ cùng chết dân ở trận đấu này các bạn. Sẻ chết dân sớm, còn 98 chết dân muộn hơn. Đi đâu đây? Để đóng ghé nữa ăn gỗ. Ok. Đen. Một tình huống đen bé trước mắt khán giả thì chim sẻ nhàng. À, tình huống đấy thì chấp nhận được. Có xe giò thì đủ Vitamin 98. Thông tin từ sẻ Xoay Nam thì nếu không nhận được 98 giò 44% bản đồ thì phải. Anh không cần quảng cáo nhưng anh ủng hộ ít được không Hải? Dạ được anh. Còn em thì vẫn sẵn sàng để có thể lên danh sách anh em ủng hộ cho chương trình leo tháp Soang Good này. Đây em inbox anh Mạnh Hoàng nhá. Rồi ok Mạnh Hoàng ơi, anh phải check tin nhắn chờ. Nhưng anh em nào inbox thì tất nhiên là sẽ có những cái hiển thị riêng cho anh em khi mà ủng hộ chương trình leo tháp Soang Good này. Đấy. Họ bị nhau gỡ mình. Ở đây cùng xem 98 sẽ vào nhà của chúng ta từ mặt nào anh em ạ. Anh em không cần quảng cáo nhưng anh em vẫn ủng hộ ra cho chương trình leo tháp Soang Good quá tuyệt vời. Và bọn em dù gì thì vẫn muốn nếu như mà có nhà tài trợ đồng hành nữa thì tuyệt vời luôn. Nhà tài trợ đồng hành của chương trình leo tháp Soang Good này. Bây giờ câu mất chút lòng. Ok anh Gerano ơi, anh có thể check tin nhắn chờ ạ. Em đã inbox cho anh rồi đấy ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi tuần tiếp theo đến chia sẻ của chị Tám rồi. Đây. Lỗi kìa, đi lỗi kìa. Mất ngang cung đờ rồi. Rồi, mất một con đây, A98. Bị bắn vào ruộng luôn. Áu. 3,98, 24 giờ về bên trong. Nhà BA này thì làm sao em đỡ được. Đợt tiếp theo. 7,98 lại là 4A quen thuộc anh em ạ. Em dài vẫn cứ thế. Ái à. Ái à. Ái da. Ái da. Hay quá nhờ. Ghét đấy. Đối với em phải nói là cực kỳ mắc tinh đến từ cái thủ viên bên U98 để có thể tóm quân của cái thủ chim sẻ. Nhưng có vẻ chiến thắng tốc quân không đều. Sao lại từng con ra một thế này. Rồi lại bị bắt ở mặt ABA đến U98. Hôm nay nó mic đến thủ chim sẻ được rồi. Em nói chút có với bạn Spam. Đốt lại đã. Vâng, hôm nay là số là 60 đến thủ chim sẻ. Có lẽ là cái tháp này nó còn khó anh em ạ. À. Thôi, sắp tới thì phải tăng cái trình đeo tháp lại cái. Tăng cái phần thưởng cho anh em cố gắng thêm. Đưa cái tháp này để vượt qua chương trình này thực sự là rất khó. Cảm ơn Hoàng Lương với 100 sao của dạng game thủ chim sẻ nhá. Ok Minh Hưng ơi. À, ở nhà anh có một anh tên là Hải à. Anh ấy tên là Hải Cạnh. À, em tưởng là Hải Khoan. Tên Hải Cạnh thì bình thường. Lên. Rồi, tiếp tục ốp về A98, bây giờ 98 sau có 3. Đi vào đây. 46 này, 5 con chèn. Tạm biệt 98 và phần quà dành cho em sẽ là 3 triệu sau buổi tối ngày hôm nay. Kéo đây em đã mang đến những trận đấu kịch tính với game thủ Vitamin Network. Còn bây giờ thì kéo đấu chúng ta sẽ khép lại đây và hẹn lại anh em ở tuần sau với chương trình leo tháp Soang Good nội dung 22 cùng lửa Assyrian. 5-1 đó là tỷ số chung cuộc dành cho game thủ chim sẻ khi đối đầu với game thủ Vitamin U98. Rất nhanh chóng thôi anh em. Cái đó chúng ta sẽ khép lại tại đây và xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả và bạn. Xin chào lại anh em trong buổi livestream tiếp theo trên fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng. Và trước khi khép lại buổi livestream ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Richman đã tin tưởng và đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em. Đừng tắt máy.